Thưa quý vị, dịch bệnh diễn biến đang hết sức phức tạp tại Đà Nẵng. Ngành y tế địa phương này đang tăng cường nhân lực và trang thiết bị xét nghiệm nCoV. Hiện mỗi ngày có thể lấy từ 8.000 đến 10.000 mẫu. Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hiện đã huy động 600 sinh viên y khoa, 100 kỹ thuật viên để triển khai việc lấy mẫu nhanh, gọn, hiệu quả, quyết liệt trên toàn thành phố để ngăn chặn tình trạng lây trong cộng đồng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8, bình quân mỗi ngày có thể lấy từ 8.000 đến 10.000 mẫu xét nghiệm. Việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sớm sẽ khống chế được việc lây lan trong cộng đồng và tạo tâm lý yên tâm cho người dân. Phó giáo sư Trần Như Dương, đội trưởng đội điều tra giám sát dịch của Bộ Y tế cho biết, các chuyên gia kỹ thuật viên xét nghiệm làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành số lượng hàng nghìn mẫu bệnh phẩm. Đội công tác đang phối hợp với địa phương đẩy nhanh việc thành lập đội giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng trên toàn thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp nghi ngờ có các biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, khó thở trong cộng đồng. Ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc cho chủ trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị tỉnh Đắk Lắk cho chủ trương thực hiện khoanh vùng cách ly khu vực dân cư và thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 3 tháng 8. Theo đó, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chủ động kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho chủ trương thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn thành phố từ 0 giờ ngày 3 tháng 8. Vào trưa ngày 2 tháng 8, cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột khoanh vùng cách ly một số khu vực dân cư. Cụ thể, các khu vực được khoanh vùng cách ly bao gồm đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, khu vực hẻm 43/15 phường A Ma Khê, phường Tân Lập, khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập, khu vực số nhà 101 quốc lộ 14 thôn 5 xã Hòa Thuận. Liên tục trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc. Và trước thực trạng này, thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo biên phòng các địa phương biên giới tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bởi nếu không kiểm soát chặt chẽ thì đây có thể là nguồn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đã gần 4 tháng nay, anh Phương chưa được về thăm nhà. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian qua, anh cùng các đồng đội của mình thực hiện công tác kiểm soát chốt chặn tại biên giới để ngăn không cho công dân xuất nhập cảnh trái phép. Các công dân về không cứ về một mốc, về một đường mòn mà nhiều đường, cho nên cái quá trình vất vả của anh em là đi tuần tra kiểm soát là rất vất vả. Đêm hôm bà con về chủ yếu về đêm tầm 3 giờ sáng, 1 giờ sáng. Quang Long là đồn biên phòng đóng ở nơi hẻo lánh, địa hình đi lại khó khăn nhất trên tuyến biên giới Cao Bằng. Thế nhưng, đây lại là đơn vị phát hiện bắt giữ số người xuất nhập cảnh trái phép nhiều nhất trong những ngày qua. Hơn 1.900 trường hợp nhập cảnh trái phép, cùng một số vụ vận chuyển thiết bị y tế, thuốc lá nhập lậu. Đồn biên phòng Quang Long thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng thì là một trong những điểm nóng của việc những người mà nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc muốn nhập cảnh vào Việt Nam, và trong số này thì có rất nhiều người muốn trốn cách ly. Tại đây thì trung bình mỗi ngày khoảng hơn 20 người từ phía bên kia biên giới về đây thì đã được các cái chiến sĩ thuộc đồn biên phòng này thu giữ và đưa về các cái khu cách ly tập trung, và đặc biệt là trong những cái tháng cao điểm như tháng 7 này thì đã có tới gần 600 người bị phát hiện và bắt giữ. Thấy cái nguồn nguy cơ lây nhiễm cao, sau khi tiếp nhận cái số công dân về, ngay ban đầu chúng tôi đã lấy những thông tin, nếu như những công dân ở những tỉnh Hồ Bắc hoặc Bắc Kinh, chúng tôi phải phân tách riêng và thông báo cho trung tâm y tế có những xe chuyên dụng để đưa những cái công dân này cách ly đặc biệt luôn ngay từ đầu. Không chỉ ở đồn biên phòng Quang Long, tại tỉnh Cao Bằng, từ đầu tháng 2 năm 2020 đến nay, các điểm chốt chặn ở biên giới vẫn được duy trì hoạt động nhằm kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh qua biên giới, ngăn chặn người dân từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hạn chế tối đa nguồn lây lan COVID qua biên giới vào Việt Nam. Thế là họ lợi dụng vào đường mòn lối mở để qua biên giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tránh những sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Về những cái thời điểm như là nửa đêm hoặc là gần sáng, đặc biệt để đảm bảo an toàn ấy, thì chúng tôi đã tăng cường các tổ chốt. Hiện nay chúng tôi đã bố trí là 6 chốt cố định trên biên giới, và mỗi chốt biên chế từ 4 đến 5 cán bộ cộng với 2 đến 3 dân quân và công an địa phương
để tổ chức ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và tổ chức thu gom cách ly kịp thời những công dân xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong vấn đề phòng chống COVID-19. Hiện Việt Nam có trên 8.000 km đường biên giới, trong đó gần 5.000 km đường biên giới đất liền. Bộ đội biên phòng triển khai trên 1.600 tổ chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới. Tuy nhiên, với đường biên dài, phức tạp, do đó ngoài tăng cường các lực lượng trinh sát, lực lượng điều tra, nắm bắt tình hình, bộ đội biên phòng phát động phong trào, quân chúng bảo vệ an ninh biên giới, phát động các cấp, các ngành địa phương cùng vào cuộc với bộ đội biên phòng, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho toàn dân là vào cuộc, rồi là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm soát biên giới, như là công an, hải quan, dân quân và các đoàn thể. Đấy, cái thứ ba là chúng tôi có một lực lượng rất hùng hậu là đảng viên phụ trách các hộ gia đình, rồi là phát huy các tổ an ninh, rồi là các cái nhóm mà được phân công phụ trách đoạn biên giới ở các thôn bản để vào cuộc, đồng thời có cả các lực lượng của thầy cô giáo nữa. Trong quá trình đấy. Thứ hai là đối với công tác nhiệm vụ biên phòng, đội ngũ trinh sát và ma túy thì chúng tôi sẽ sử dụng các lực lượng mật để nắm tình hình nội ngoại biên trong quá trình đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh bằng những quy hoạch nhiệm vụ và chuyên án để đảm bảo là không để cho công dân lọt qua biên giới vào trong nội địa. Được biết trước đó nhằm siết chặt việc xuất nhập cảnh qua biên giới, ngăn chặn nguồn lây nhiễm COVID-19 từ các nước láng giềng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lập 8 đoàn kiểm tra các tổ chốt chặn đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới. Các đoàn kiểm tra sẽ đến biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang và Tây Ninh. Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra thực tế hệ thống siêu thị Co-op-mart Hà Nội và siêu thị Bixi nhằm kiểm tra khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của người dân trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của các siêu thị, lượng khách đến mua hàng trong mấy ngày gần đây có tăng nhưng không quá nhiều. Hiện nguồn cung hàng hóa tại các điểm bán hàng của các siêu thị vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Dự báo nhu cầu mua hàng của người dân có thể sẽ tăng đối với loại hình phân phối bán lẻ. Hiện tại, khi dịch bệnh có diễn biến xấu, nên các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần để đảm bảo nguồn cung cho người dân. Tình hình thị trường tại các địa phương có người mắc bệnh cũng như các địa phương trên cả nước tương đối ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, mua gom tích trữ lương thực, thực phẩm. Nguồn cung cơ bản đáp ứng được nhu cầu, giá cả tương đối ổn định do người dân có kinh nghiệm từ lần dịch trước nên đã bình tĩnh hơn trước các diễn biến của dịch. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Trong chiều và tối qua, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Nam Bộ còn có mưa vừa mưa to. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, trên biển. Vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trong chiều nay còn có gió giật cấp 6 đến cấp 8. Cảnh báo mưa lớn trong chiều và tối nay mùng 3 tháng 8, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 40 đến 70 mm trong 12 giờ. Từ nay đến ngày mùng 8 tháng 8, Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm. Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm nay có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng giảm thất thường. Số ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt giảm mạnh, ngày trung bình và kém thì lại tăng cao. Đặc biệt trong ngày 28 tháng 7, một số khu vực có chỉ số AQI ở mức xấu và rất xấu. Chỉ số AQI trong tuần giao động từ 20 đến 163. Theo đó, lý giải về sự thay đổi này, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho rằng có 3 yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí, đó là phát thải cục bộ từ hoạt động sản xuất, giao thông, điều kiện thời tiết và các chất ô nhiễm từ vùng lân cận. Thực tế, những ngày giữa tuần, điều kiện thời tiết thay đổi, đêm và ngày không có mưa, tốc độ gió thấp, ngày nắng nhẹ, nhiều mây, đêm nhiệt độ giảm mạnh. Sáng sớm xuất hiện một lớp sương mù tầm thấp bao phủ toàn thành phố. Trong khi đó, hàng ngày các loại khí thải và khói bụi vẫn liên tục xả ra môi trường.
Với điều kiện như vậy, các chất ô nhiễm không thể thoát lên cao, bị giữ lại ở lớp không khí sát mặt đất, gây ô nhiễm cục bộ. Trong tình trạng chất lượng không khí và dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời. Nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp, bệnh tim mạch không nên ra khỏi nhà. Người dân nên trang bị khẩu trang đạt chuẩn để chống bụi PM2.5 và dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội. Do vậy, để giúp những người lao động tự do khi hết tuổi lao động được hưởng các chế độ như người hưu trí, có điểm tựa vững chắc khi về già, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp cho người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó chủ động và tích cực tham gia. Trước đây, chị Tố Nga hiện đang sinh sống tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, làm công nhân trong một doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau khi sinh con, để có thời gian chăm sóc tốt hơn cho con nhỏ, chị đã nghỉ việc ở nhà và mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Được cán bộ hội phụ nữ phường tư vấn, chị chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ đó đến nay, mặc dù đã chuyển sang làm lao động tự do, nhưng chị rất yên tâm vì mình vẫn tham gia bảo hiểm đầy đủ để sau này được hưởng chế độ hưu trí và có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh. Trong cái thời gian vừa qua thì mình cũng đã tham gia bảo hiểm xã hội thì mình cũng thấy có những cái lợi ích. Là cái thứ nhất, để sau này mình về già thì mình không có đồng lương để đảm bảo được mức sống thu nhập của gia đình. Và cái quyền lợi thứ hai thì sau này ý là mình có quyền lợi là khi mình về hưu rồi mình vẫn có bảo hiểm y tế. Được cái ưu điểm là được cái bảo hiểm y tế để sau này và về già nữa thì tử tuất thì mình cũng sẽ được hưởng. Thời gian qua tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Hội Phụ Nữ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng những người như chị Nguyễn Thị Thanh được ví như những cánh tay nối dài của ngành bảo hiểm xã hội trong việc giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh là trực tiếp là phối hợp với các ngành, đặc biệt là Bưu điện tỉnh Hà Nam, là một trong những cái đơn vị là cộng tác phối hợp ký hợp đồng với bảo hiểm xã hội tỉnh trong cái việc mà phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thế thì và bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp cùng với chính quyền, cấp ủy chính quyền của các huyện thị xã trong tỉnh trong cái việc là vận động các ngành, hội ngành đoàn thể và các đại lý trong việc mà phát triển vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế thì đối với các hình thức tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng tôi cũng triển khai rất nhiều hình thức tập trung tại các cái điểm của các xã, các thôn và đặc biệt là các nhân viên đại lý của bên ngành bưu điện cũng như của hội phụ nữ, của hội nông dân và các hội đoàn thể khác. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết tính từ thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến 18 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2020, hệ thống tuyển sinh trực tuyến ghi nhận có 82.491 lượt đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công vào lớp 1, chiếm tỷ lệ là 50,4% trên tổng số gần 164.000 chỉ tiêu vào lớp 1 của toàn thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. Đã có 30 số máy điện thoại hỗ trợ trong đợt tuyển sinh trực tuyến. Tính đến hết ngày 2 tháng 8, hệ thống được duy trì ổn định, thông suốt, bộ phận trực hỗ trợ công tác tuyển sinh đã tiếp nhận xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, trong đó có nhiều phản hồi tích cực từ phía phụ huynh học sinh về những thuận lợi của hình thức tuyển sinh trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến có 30 số máy hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của 30 phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã. Phụ huynh học sinh ở địa bàn nào thì gọi đến số máy điện thoại trực của phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã đó. Thời gian tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2020-2021 được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2020. Hiện quận Hoàng Mai có tỷ lệ đăng ký trực tuyến thành công cao nhất với 6.348 hồ sơ đăng ký trên tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 của toàn quận là 9.187 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ trên 79%. Năm học 2020-2021 tới đây, học sinh lớp 1 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam sẽ được học theo bộ sách giáo khoa mới. Đây là lần đầu tiên một chương trình học có đủ 5 bộ sách giáo khoa do mỗi trường tiểu học tự lựa chọn, vì vậy nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội.
Và chưa kể là việc giá sách giáo khoa mới cao gấp nhiều lần so với bộ sách giáo khoa hiện hành cũng đem đến nhiều lo ngại vượt quá điều kiện kinh tế của những gia đình khó khăn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên. Mới